Mình xin chào các bạn yêu thích cái mai vàng nha mình chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn đó thì sáng hôm nay mình ra thăm cây các bạn ơi thì dòng cái cây mà nó nó xanh mướt thì rất là phê các bạn đó thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cũng tháng tư các bạn tháng tư rồi thì nó cũng thời gian qua mau rồi mình cũng sắp đến cái thời gian để mà làm nụ cho cây mai đó các bạn, đó thì mình có nên bón thúc không nha các bạn? Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái vấn đề mà bón thúc nghĩa là mình bón phân đó các bạn, mình bón phân tưới phân thúc cho cây nó phát triển á, đó. Đó thì bón thúc với các bạn thì cái nhà vườn người ta trồng nhiều lâu năm á thì người ta có kinh nghiệm các bạn đó người ta tăng cái lượng phân lên người ta có kinh nghiệm với người ta dòm cây người ta biết nha đó còn mình tập chơi như mình nè đó các bạn tập chơi như mình nè mà mình bón thúc mình bón tăng phân lên á mình tăng cái liều lượng phân lên á là cái cây mình nó sẽ rất dễ bị bệnh nha các bạn bệnh giờ nó bị si nha đó cho nên các bạn cứ diệt nước mình canh nước cho đúng rồi mình tưới phân điều độ là cây mai mình nó sẽ phát triển các bạn. Thì uh, mình bón cái phân thí dụ như là sử dụng cái uh, cái đầu tháng giêng tháng giêng với tháng 2 đó là tiết xuân đó các bạn. Là cây mai mình lúc đó nó phát triển mình mới phục hồi lại thôi. Thì các bạn cứ tưới humic với uge Đó, như cây này mình tưới mình phục hồi lên nè, cắt tỉa nè. Mình tưới humic với uge để cho cành lá nó phát triển thôi Đó, cái cành nó phát triển ra nè. Đó, hôm nay nó phát triển rất là nhiều các bạn nhưng mà nó chưa đủ đôi dài các bạn đó, nè các bạn thấy là nó ra cũng hai tắc nè đó, nhưng mà nó chưa có điều nó chưa có nhiều các bạn mình để cho nó dài tí xíu nữa đó khi mà nó đủ cái độ dài rồi thì mình sẽ sử dụng cái DAB các bạn DAB với mà mình sẽ hỗ trợ thêm cho nó là cái phân hữu cơ gà nắng đó đó để mình làm cái chất hữu cơ cho cái chất trồng nó tốt nha các bạn đó thì những cái phần đó mình có ngâm mình chia sẻ với các bạn đó đó thì mình chủ yếu á, là tưới phân mình canh nước và tưới phân điều độ rồi phun thuốc sâu là cái cây mình đã tốt rồi nha các bạn chứ việc bón thúc á, thì mình cũng không nên làm tại vì mình phải tưới phân điều độ là cây nó tốt rồi các bạn chứ mình tưới chi mà lúc tưới lúc không rồi khi mà thấy tới tháng tư tháng tư tháng năm rồi gấp quá cũng gần tới làm nụ rồi mà cái cây nó còn thưa thớt quá thì mình lấy phân mình bón thúc cho nó dược lên thì nó sẽ không bao giờ dược được nha các bạn đó các bạn bón phân tăng phân lên thì cái cây nó sẽ suy si và chết thôi chứ mà cái cái muốn cho nó dược lên thì nó cũng không có dược được đâu nha các bạn đó thì mình thấy cũng nhiều người nhiều người cũng ở địa phương mình nè thì lúc này á lấy phân dục vô dục vô thì ở dưới đất không sao các bạn cây trồng ta trồng dưới đất á ta dục như vậy đó là cái cây nó cũng phát nó gặp mưa nó phát triển rất là tốt nha còn những cái cây trên chậu mình nó rất là nguy hiểm nha các bạn đó thì mình tứ phân điều độ là cây tốt rồi các bạn ơi đó mình thấy ví dụ mình mình tưới cái phần đó nó phát triển đọt ra nè đó thì mình cứ tưới hoài tưới hoài thì cây mai á các bạn nó làm nụ rất là trễ nha tới có thể tháng 6 tháng 7 là mình làm nụ cũng được đó các bạn thì mình cứ việc tưới đê bê với mà phân hữu cơ đó cứ cứ để cho nó phát triển dài ra đi các bạn rồi tới tháng 6 bắt đầu mình mới đầu mình tưới phân làm nụ đó thì việc bón thúc là không nên nha các bạn chỉ có những nhà vườn ta kinh nghiệm ta trồng mai dưới đất rồi đó thì người ta thúc cho cái cành lá nó, nó phát triển mạnh lên được còn mình tập chơi á thì mình cứ tưới phân điều độ 10 ngày 7 8 ngày, 10 ngày một lần. Đó mình tưới mình tưới phân loãng nhưng mà mình tưới nhiều lần. Đó chứ mà mình mình một tháng mình tưới một lần cái cây nó cũng không phát triển nha các bạn. Lúc đó cái cây thiếu phân cần cỏi rồi nó sẽ lên có những cái bông gió đó các bạn. Cái bông gió mà các bạn thấy nó nở mà lại ra lay ra đó, tức là cái cây mình nó đã yếu các bạn, nó thiếu phân đó. Nó thiếu phân nó cần cỏi nó sẽ ra bông nha các bạn. Đó nếu mà cái cây mình sung là nó sẽ không ra bông nha. Vì uh, bị về cái tháng này đó là cái tháng phát triển của nó. Cho nên nó nó không có ra bông, nếu mà cái cây mình tốt nó sẽ không có bông nha các bạn. Đó rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái vấn đề mà bón thúc các bạn là mình không nên bón các bạn. Đó tức là mình bón thúc tức là mình tăng cái lượng phân lên. Để cho cái cây nó mau phát triển đó là việc làm của mình của mình mới tập chơi là mình không nên làm các bạn rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi mình xin chào hẹn gặp lại video sau nha